Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Tường Vi kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu Vì sao Mỹ không lo ngại hỏa tiễn đông phen của Trung Quốc. Vì sao Mỹ không lo ngại hỏa tiễn đông phen của Trung Quốc? Tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phóng hỏa tiễn chống hạm Dongfeng 26 và Dongfeng 21 vào Biển Đông nhưng quân đội Mỹ không thay đổi kế hoạch triển khai tàu chiến ở Biển Đông, cho thấy không lo ngại mối đe dọa từ tên lửa chống hạm của Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông của đảng Cộng sản Trung Quốc thường ca tụng hỏa tuyển Dongfeng là sát thủ hàng không mẫu hạm. Về vấn đề này, chuyên gia không quân Pentagon chỉ ra rằng thực tế tên lửa Dongfeng khó có thể xuyên phá được vũ khí phòng thủ nhiều lớp hiện đại hóa của tàu sân bay Mỹ. Vào ngày 25 tháng 8, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố rằng máy bay trinh sát U-2 của quân đội Mỹ đã bay vào vùng cấm bay để tập trận. Ngay sau đó, vào ngày 26 tháng 8, hỏa tuyển Đông Phen 21 và Đông Phen 26 đã được phóng xuống Biển Đông. Theo số liệu chính thức, Đông Phen 21 có tầm bắn hơn 1.500 cây số và Đông Phen 26 có tầm bắn hơn 4.000 cây số có thể bắn trúng các mục tiêu lớn như tàu sân bay trên biển. Giới truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố rằng những hỏa tiễn chống hạm này có thể điều chỉnh quỹ đạo bay của chúng trong khi phát hiện, theo dõi và khóa chặt các mục tiêu của đối phương. Nhưng trong một bài báo trên tạp chí Warrior Marvin, chuyên gia Chris Orbon của Mỹ đã chỉ ra rằng mặc dù vì lý do an ninh khiến nhiều chi tiết về công nghệ phòng thủ, tàu của Mỹ được xếp vào cơ mật. Nhưng cần hiểu rằng Hải quân Mỹ đang nhanh chóng xây dựng thế hệ, hệ thống phòng thủ hải quân công nghệ cao mới. Các hệ thống này bao gồm vũ khí laser công suất cao, dẫn đường chính xác, thực hiện theo dõi quan học, các mục tiêu ở xa vào sau đó tiêu hủy chúng. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn vũ khí đánh chặn trên tàu như hỏa tiễn ba loại tiêu chuẩn RIM-161, tên lửa tầm xa tiêu chuẩn RIM-174, hỏa tiễn chim sẻ biển tiến hóa RIM-162, hỏa tiễn lăng RIM-116. Chris Orborn viết, những hỏa tiễn đánh chặn này rất khác với các bản gốc đã có một số thay đổi lớn trong những năm gần đây và tất cả các loại vũ khí đã được nâng cấp đáng kể. Ông còn nói rằng SM-3 đang phát triển khả năng chống lại hỏa tiễn ngoài bầu khí quyển. SM-6 có công cụ tìm kiếm chế độ khép có thể ngăn chặn mục tiêu di động. Hỏa tiễn chim sẻ biển, tiến hóa RIM-162 có thể lướt trên biển với chế độ hoạt động để đánh chặn hỏa tiễn tầm thấp có thể chống lại ngay khi cả độ cao mục tiêu song song với mặt nước. Các chức năng này có thể chống lại các loại vũ khí chống hạm. Ông viết, quan trọng hơn, mạng lưới giữa các vũ khí phòng thủ nhiều lớp này ngày càng gần nhau hơn. Chúng có thể chia sẻ cùng một hệ thống chỉ huy và điều khiển để nhanh chóng chia sẻ thông tin mục tiêu, phối hợp với tấn công và phân loại mục tiêu trong thời gian thật. Hệ thống mới cũng có thể phát hiện các mối đe dọa sớm hơn, cho phép các chỉ huy phản ứng ngay lập tức. Chris Orbon cũng chỉ ra rằng trong hệ thống phòng thủ hiện đại, thì vị trí của các tác chiến điện tử ngày càng trở nên nổi bật. Hiện nay, Hải quân Mỹ đang kết nối trinh sát thông tin với hệ thống vũ khí điện tử. Điều này giúp cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu và mở rộng phạm vi tấn công mạng và tác chiến điện tử chiến thuật hiệu quả khác của Mỹ trong ứng phó với các hỏa tiễn, chống hạm và sử dụng công cụ cảm biến tiên tiến để gây nhiễu hoặc đánh lạc hướng mục tiêu. Chris Orbon là chuyên gia cao cấp trong văn phòng của cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ Mua Sắm, Công nghệ và Hậu Cần. Hiện tại, ông là giám đốc biên tập của trang web quân sự Mỹ Warrior Maven cũng như National Interest, biên tập viên quốc phòng của tạp chí National Interest, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng vụ phóng thử này chỉ phóng hai quả hỏa tiễn vào biển Đông, nhưng thực tế sau khi thu nhập các thông tin số liệu thông qua máy bay trinh sát RC-135, quân đội Mỹ đã chỉ ra số hỏa tiễn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phóng ra là bốn hỏa tiễn một ngày sau đó, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thử nghiệm tên lửa tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS Mustin của Hải quân Mỹ đã đi vào khu vực Tây xa của Biển Đông để thực hiện sứ mệnh tự do hàng hải. Giới phân tích có nhận định động thái của Mỹ cho thấy các vệ tinh, máy bay trinh sát và hệ thống radar Aegis của quân đội Mỹ đã nắm vững toàn bộ quy trình hỏa tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi phóng hỏa tiễn đến lúc rơi xuống đã có bố trí triển khai tương ứng